Xin chào anh em. Ở video trước mình có hướng dẫn chia sẻ cho anh em cách chữa cây hoa hồng nó bị đen thân. Rất nhiều anh em comment hỏi xem kết quả như thế nào, xem nó có khỏi không. Hôm nay mình quay cái kết quả cho anh em xem nhé. Còn hướng dẫn cho anh em nào chưa xem thì tìm lại cái video trước nhé. Video trước mình hướng dẫn rất kỹ cái cách làm nào với lại thuốc nào mình dùng đúng cái loại thuốc đấy, và đây là kết quả. Đây cái vườn của mình đây bị hai cây, một cây cây này nó bị đây cây này đây, nó bị nhẹ hơn một tí. Đây cái này các bạn, đây mình quay gần các bạn xem này, đó nó bị khô một nửa thân. Nửa bên đằng này thì nó khô hết rồi, nửa bên này thì nó bây giờ nó vẫn còn tươi các bạn, cây nó lại phát triển trở lại rồi, cây nó lại xanh. Cái này mà không chữa kịp thời là cây chỉ có chết thôi các bạn, không thể sống được. Cái hồi trước nữa mình có một vài cây nó mình không phát hiện ra ở cái lứa trước, không phải lứa này. Mình không phát hiện ra, thế là mình mãi sau phát hiện ra nó nặng quá, thế là không chữa kịp là nó chết mất. Đây cây này nó khô như này. Đây các bạn nhìn thấy đen xì một bên này. Đó. Vậy mà cây này vẫn chữa sống được này. Nên là các bạn có hiện tượng là nó hơi bị đen một tí, các bạn chữa là rất là ok. Đấy, cây này nó đã xanh trở lại. Còn những cây các bạn, nếu mà những cái mùa mà nó bị cái bệnh này là nó do nó thừa nước ấy các bạn, nên là đến cái mùa nào mà nó mưa nhiều ấy, khu vực các bạn nó mưa nhiều ấy, thì các bạn phòng nó đi hay hơn là chữa. Phòng nó đi thì nó không bị nữa, có nghĩa là mình bôi thuốc cho nó trước cái lúc nó bị, bôi nhẹ nhẹ thôi thì nó sẽ không bị nữa. Còn lúc nó bị rồi thì mình chữa thì nó cũng khỏi, nhưng mà nó sẽ bị chột cây, nó sẽ kém phát triển hơn những cây khác, thì nó khô mất nửa cây rồi thì làm sao mà nó phát triển bằng những cây mà nó chưa bị sao được. Đây chỗ này mình cây này bị rất là nặng các bạn, quá nặng luôn. Đây mình quay cho bạn gần các bạn xem này. Nó bị đến 3/4, cái nó đen 3/4 rồi. Đây các bạn xem, đen thối cả cái bên này ra rồi, hơi mờ phải không? Đó mình đây, thối ra chỗ này không còn sự sống gì nữa, đen xì luôn. Đó đây lõi ở đây mà nó khô hết rồi, nó còn đúng một tí cái xanh ở bên này, đúng một tí, còn cái lõi nó cũng gần như là khô rồi mà nó vẫn khỏi. Đây còn đúng một cái vệt ở đây. Đây còn đây các bạn, nó khô, nó bóc vảy ra như này. Đây. Đó. Thế mà nó vẫn khỏi được. Còn các bạn cứ để mà nó khô mà cứ để đen thân ở dưới gốc lên ấy, các bạn cứ để là nó sẽ chết thôi, nó không thể sống được. Như người cũng thế thôi, có bệnh thì phải chữa chứ cúng thì không thể khỏi được rồi. Có bệnh là phải uống thuốc thì nó mới khỏi. Đây cái này bị nặng như vậy mà nó không chết. Đây cái lá của nó đây các bạn, nó vẫn xanh bình thường. Còn có bệnh mà các bạn rước thầy về cúng thì không bao giờ khỏi được rồi. Đó, mình quay hướng này các bạn xem, cây bị rất là nặng nhé. Còn đây là trường hợp mà hoa hồng bị đen thân từ gốc lên nhé các bạn nhé, không phải là đen bên trên xuống mà là đen từ gốc lên, do nó mưa nhiều, nó bị nhiều nước quá. Đây còn đằng này thì vườn mình chỉ bị hai cây thôi, đằng này thì không bị cây nào. Đây những cái cây mình làm dàn này là nó tốt hơn, nó mình làm dàn trước cho nó. Đây. Khá là cao các bạn. Mình mới mới làm cái dàn này cho nó thôi.
cây nào cao hơn thì mình làm vàn trước, còn cây nào thấp hơn thì nó mọc cành nó ra ngắn hơn thì mình làm sau. Đó. Ở dưới đất thì mình rải cái bạt để cho mình khỏi phải làm cỏ, cỏ khỏi mọc các bạn. Còn đây các bạn nhìn thấy cái ở ria bên cạnh này. Đó. Rất là nhiều cỏ. Đấy nha các bạn nào chưa biết cách chữa thì cái chữa bệnh đen thân từ gốc lên đấy thì các bạn xem video trước nhé. Còn video này mình chỉ quay kết quả cho các bạn xem thôi. Kết quả là những cái cây bị là nó đã khỏi và nó đã phát triển bình thường rồi. Đây cây này cây bị nặng khô 3/4 mà vẫn khỏi. Còn đúng một tí cái xanh xanh ở bên này và nó vẫn truyền được dinh dưỡng lên trên. Tuy nhiên là cây này mình phát hiện muộn ấy, nên là nó bị nặng này thì nó sẽ bị chột hơn so với các cái cây khác, nhưng mà nó vẫn khỏi, nó vẫn phát triển, nó chậm hơn các cây khác. Vì đây thì các bạn nhìn đây, nó chỉ truyền được một tí ở mé bên này dinh dưỡng từ dưới lên thôi, còn mé bên này thì nó bị khô, nó bị chết rồi, nên là cây chắc chắn nó sẽ phát triển chậm hơn. Nếu các bạn phòng trước, đi bôi trước thuốc cho nó, hoặc là phát hiện kịp thời hơi đen đen là các bạn bôi thì cây nó sẽ không bị chột nhiều như vậy. Đây cây này cành ra tán ra rộng rộng là mình cũng phải làm dàn cho nó. Cơn gió nhiều nó lung lay cây các bạn. Ở đằng này, đây mình ra đằng này để cho các bạn xem một cây nữa ở tít đằng này cơ. Đằng này thì cây cũng bị nhẹ nhẹ thôi, nhưng mình bôi thuốc nó khỏi rồi, bây giờ nó cũng phát triển bình thường rồi. Đây là cây này nó ở lứa sau nó thấp hơn. Đằng này thì mình cái túi bầu này là mình chế bằng cái bao xi măng các bạn nhé. Bao xi măng mình cắt cái này nó xuyên thẳng đất các bạn nhé, thủng đất nhé, thủng nó không mình không vít mặt dưới đâu, mình trồng ra đất ấy, xong rồi mình quây bao xi măng vào cho cỏ nó phải mọc. Đây cây này nó cũng bị đây góc này nhìn rõ hơn, cây này nó bị các bạn nhìn rõ không? Nó bị một mới chớm chớm bị một tí thôi, hơi đen đen một tí này các bạn nhìn đấy. Đen đen này, chỗ này đen đen này. Đó. Đen một tí này nó là mình bôi thuốc luôn. Thế là bây giờ đây các bạn nhìn mầm này, nó bắt đầu lên tua tủa rồi. Nếu mà các bạn phát hiện kịp thời bôi thuốc luôn thì nó hầu như là nó không bị chột mấy đâu. Đây nó mầm lên đây có nụ các bạn. Nụ ấy, nụ vài bữa nữa là nở. Đấy cái này nó ở lứa sau nó bị nhẹ hơn nhưng mình phát hiện kịp thời. Đây. Đen chỗ này là khô rồi, chỗ này nó bị khô một ít ở đây à. Thế là mình chữa nó khỏi rồi. Còn như cái lứa trước nữa, mình lúc đầu mình không để ý lắm thôi. Thế là thấy nó đen đen kệ, thế là một thời gian sau là chết hết. Nên các bạn nó bị đen thân rồi, các bạn chữa cho nó, đừng cứ để như vậy là nó sẽ chết thôi. Cái gói thuốc đấy mình đã quay ở video trước rồi nhé. Thuốc đấy mình mua có 18.000 hay 20.000 ấy, nó rẻ hơn mà. Các bạn ra cửa hàng thuốc sâu nó có. Tốt nhất là các bạn ra cửa hàng bán thuốc sâu là có, chứ còn không nên mua trên mạng nữa. Ok, video này mình đã quay cho các bạn xem cái kết quả của việc mình chữa bệnh đen thân từ gốc lên của hoa hồng. Hoa hồng nói chung, hoa hồng cứ đen thân như vậy là chữa được bạn. Các bạn
nào mà chưa biết cách chữa, chưa biết loại thuốc nào thì các bạn sẽ đi trước. Xin chào các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh của mình để theo dõi các video tiếp theo nhé. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào.